Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thời điểm để nước Anh lựa chọn tương lai của mình, đó là tuyên bố của Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi bất ngờ tuyên bố tổng tuyển cử sớm và giải tán Quốc hội. Quyết định này mang theo những kỳ vọng gì và nó phản ánh ra sao các mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở nước Anh hiện nay? Chương trình Người quan sát ngày hôm nay cùng với các vị khách mời sẽ phân tích các khía cạnh của vấn đề. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Tuấn, nguyên tổng biên tập tạp chí Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế. Trân trọng cảm ơn hai ông đã nhận lời mời tham dự chương trình. Trước hết sẽ là tổng hợp của chương trình xung quanh tuyên bố tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng Anh. Chiều 22 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bất ngờ thông báo nước này sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7, sớm hơn vài tháng so với dự kiến. Thông báo của ông Sunak đã kết thúc nhiều tháng đồn đoán về thời điểm tiến hành cuộc tổng tuyển cử, vốn được cho là một cuộc bỏ phiếu đầy bất chắc có thể chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ, khi mà các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử đều cho thấy công đảng đối lập đang dẫn trước với cách biệt khá lớn. Bây giờ là thời điểm để người dân Anh lựa chọn tương lai của mình. Thủ tướng Sunak tuyên bố không quên nhấn mạnh những thành tựu mà chính phủ do ông đứng đầu đem lại cho nước Anh. Reuters nhận định, bằng thông báo ấn định ngày bầu cử, Thủ tướng Sunak sẽ có 6 tuần thúc đẩy các nỗ lực vận động tranh cử trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Công đảng đang dẫn trước đảng bảo thủ cầm quyền tới 20 điểm phần trăm, trong khi bản thân ông Sunak dường như cũng đang bị cô lập bởi chính một số thành viên trong đảng của mình và ngày càng phụ thuộc vào nhóm cố vấn đang nỗ lực lèo lái để đưa ông vượt qua một chiến dịch tranh cử đầy u ám. Dĩ nhiên, không phải vô cớ mà Thủ tướng Sunak bất chấp mạo hiểm. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm là những điểm cộng giúp đương kim Thủ tướng tự tin bước vào cuộc đua. Theo một số nhà lập pháp bảo thủ, không loại trừ điều kiện kinh tế có thể xoay chiều và trở nên tồi tệ hơn. Bởi vậy, giờ chính là thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Tuấn, theo ông đâu là nguyên nhân chính khiến cho Thủ tướng Sunak kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm ạ? Chúng tôi cho rằng là cái tuyên bố bầu cử sớm của Thủ tướng Anh Sunak đã gây bất ngờ cho chính giới của nước Anh và các cử tri. Tôi cho rằng cái nguyên nhân chính nhất mà ông Sunak đã đưa ra cái quyết định bầu cử sớm đó là trong những tháng vừa qua, tức là quý 1 năm 2024, nền kinh tế Anh đã thoát khỏi cái cuộc khủng hoảng sâu sắc trong cái năm 2023 và đang có cái đà người ta gọi là thoát khỏi cái suy thoái kỹ thuật. Đấy, với cái mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất từ năm 2021 đến nay. Theo số liệu của cơ quan thống kê của nước Anh thì trong quý 1 vừa qua cái lạm phát của nước Anh đã giảm từ cái mức cao nhất là 11% trong những cái tháng năm 2023 thì đến nay nó chỉ còn 2,3%. Cái tăng trưởng kinh tế từ mức bình quân là năm 2023 là tăng trưởng âm 0,1% thì cho đến cái quý 1 vừa qua cái tăng trưởng kinh tế đã lên đến dương, thậm chí là dương 0,1 hay 0,2%. Những cái vấn đề về mặt xã hội, đặc biệt là cái hệ thống an sinh xã hội đã bắt đầu đi vào hồi phục và đem lại cái gọi là triển vọng tốt cho người dân nước Anh. Đồng thời, những cái vấn đề khác chẳng hạn như là cái dòng người nhập cư thì nước Anh cho đến cái quý 1 này đã khắc phục được cái tình trạng tức là người di cư bất hợp pháp đến nước Anh. Theo quan điểm của ông Thủ tướng Sunak đó là cái nền kinh tế đã đem lại cái khởi sắc thì như thế nó tạo một cái niềm tin cho các cử tri Anh
Và đây là cái cơ hội để đảng bảo thủ cầm quyền sẽ tiến hành cái cuộc bầu cử thứ để lấy lại cái lá phiếu ủng hộ của cử tri đối với, nghĩa là giành được thắng lợi trong cái cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7. Vâng ạ. Quyết định tổng tuyển cử thì được đưa ra trong bối cảnh là công đảng đối lập thì giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương ở Anh vừa qua. Vậy thì nhà báo Nguyễn Đăng Phát bình luận gì về thất bại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua? Và với kết quả đó thì phải chăng là việc quyết định tổng tuyển cử sớm là quá mạo hiểm đối với đảng bảo thủ và Thủ tướng Sunak ạ? Kinh tế Anh thời gian gần đây thì có khởi sắc, như là tiến sĩ Đinh Công Thuấn vừa nêu. Và ông Thủ tướng Anh Sunak thì chớp lấy cái thời cơ này với hy vọng là có những cái mặt thuận lợi để mà tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Tuy nhiên thì trong một cuộc bầu cử toàn quốc đấy, các cơ quan chính quyền địa phương ở Anh ngày 2 tháng 5 vừa rồi thì đảng bảo thủ lại chịu một thất bại rất lớn, rất nặng nề. Cụ thể thì đảng bảo thủ đã mất 474 ghế đại biểu ở các cơ quan chính quyền địa phương và hiện nay chỉ còn 515 trong tổng số là 2.600 ghế đại biểu ở các địa phương. Trong khi đấy đảng công đảng đối lập ấy, thì lại tăng từ 972 lên 1.158 ghế. Vậy thì tại sao lại thất bại nặng nề? Thì theo tôi có một số cái nguyên nhân như thế này. Gần 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ thì đến lúc này thì cử tri Anh cũng có vẻ là mệt mỏi với cái quãng cầm quyền của đảng bảo thủ. Trong 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ ấy thì nó có những cái diễn biến. Thứ nhất là có 5 vị thủ tướng thay phiên nhau lên cầm quyền. Bình thường thì 14 năm ấy thì nếu bình thường ổn định thì cỡ 2-3 vị thủ tướng thôi. Nhưng đây là còn 5 vị thủ tướng, trong đó có vị thủ tướng như ông Boris Johnson ấy, thì cũng là bê bối rồi phải từ chức. Còn như người tiền nhiệm của ông Sunak hiện nay là bà Liz Truss thì cầm quyền chỉ có 44 ngày thôi. Cái đó là cái rất đáng chú ý. Và trong cái 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ ấy thì có một biến cố rất lớn, tức là nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, mà thường gọi là Brexit ấy. Và cũng có nhiều cái hệ lụy liên quan đến kinh tế, thương mại, liên quan đến những cái vấn đề khác đối với nước Anh. Và trong cái 14 năm này thì có đại dịch Covid-19. Và mặc dù chúng ta cũng biết là kinh tế gần đây như ta vừa nói là có khởi sắc, thế nhưng mà nhiều vấn đề đảng, công đảng và chính phủ hiện nay của ông Sunak không giải quyết được. Thực ra đấy là những vấn đề là cải cách y tế này, rồi thực ra mà nói vấn đề người nhập cư cũng có im gần đây thôi, nhưng mà cũng chưa giải quyết được. Họ có cái quyết định là nhập cư bất hợp pháp thì đẩy trở về Rwanda sang châu Phi, thì thực ra cũng chưa thực hiện được mà cũng vấp phải những sự phản đối. Một điểm nữa là trong nội bộ đảng bảo thủ đấy thì cũng có nhiều bất hòa về những cái đường lối chính sách, về cách ứng xử khủng hoảng. Và do đó thì cử tri Anh thể hiện qua cuộc bầu cử ngày 2 tháng 5 vừa rồi thì muốn có những cái thay đổi, muốn có những gương mặt mới, và chính vì thế thì chúng ta cũng thấy là đảng bảo thủ đã thất bại. Và Thủ tướng Anh Rishi Sunak ấy, thì quyết định bầu cử với hy vọng là những cái thuận lợi hiện nay về mặt kinh tế thì sẽ giúp chính phủ của ông cũng như đảng bảo thủ là có thể lấy lại được những cái ghế đã mất và những cái khả năng để lại tiếp tục cầm quyền ở nước Anh. Thì tất nhiên tất cả đang là ở phía trước. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, ông Sunak thì chính thức lãnh đạo nước Anh từ tháng 10 năm 2022. Và từ đó cho đến nay thì chính phủ của ông Sunak đã tạo nên những cái dấu ấn nổi bật gì đối với nước Anh thưa ông ạ? Sau gần 2 năm làm thủ tướng, ông Sunak đã tạo được những cái dấu ấn nổi bật trên hai lĩnh vực đối nội và đối ngoại, và ở cả mặt thành tựu và tồn tại. Cụ thể về mặt kinh tế và xã hội ấy, thì ông ấy đã thực hiện được, tôi tổng kết được 7 cái điểm rất đáng chú ý. Thứ nhất là đã giảm được cái lạm phát từ 2 con số xuống còn 1 con số. Thứ hai, đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cái điểm thứ ba là giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở cái mức 4%. Thứ tư là giảm cái gánh nặng nợ công cao. Cái điểm thứ năm là cắt giảm cái danh sách chờ đợi khám bệnh cơ quan y tế quốc gia. Cái điểm thứ 6 đó là xác nhận cái kế hoạch yêu cầu tất cả các thanh niên ở nước Anh cho đến 18 tuổi thì đều phải tham gia học tập. Thế và cái điểm thứ 7
là mang lại cái sự yên tâm lớn cho người dân nước Anh trong cái giai đoạn mà nước Anh đang phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái thách thức về mặt suy thoái kinh tế, rồi những vấn đề đình công, rồi khủng hoảng các cái dịch vụ công, nhất là cái dịch vụ về khám chữa bệnh. Còn về mặt chính trị thì ông ấy đã giữ vững được cái sự ổn định tương đối của đất nước, đó là ngăn chặn được cái tình trạng nhập cư trái phép. Cái thứ hai là đã dập tắt được những cái cuộc nổi loạn của các cái thành viên cánh hữu trong cái đảng bảo thủ cầm quyền. Còn về mặt đối ngoại thì là ông ấy cũng đã tiến hành những cái cải tổ, chẳng hạn như đã đưa ông cựu thủ tướng Cameron đấy, trở thành ngoại trưởng của nước Anh, để mà thực hiện cái đường lối thứ nhất là mở rộng cái hợp tác với các đồng minh, cài đặt lại cái quan hệ với Trung Quốc. Cái điểm thứ ba tức là vẫn tiếp tục đi đầu trong cái cuộc cùng với các nước phương Tây ủng hộ Ukraine, chống Nga một cách quyết liệt trong cái cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Thế còn cái tồn tại về mặt đối nội thì như là nhà báo Nguyễn Đăng Phát cũng đã nói, đó là trong những cái năm cầm quyền ấy, thứ nhất là về mặt chính trị đất nước ấy, vẫn bất ổn. Cái điểm thứ hai nữa là uy tín của đảng cầm quyền đấy, hiện nay nó rơi xuống cái mức độ thấp nhất. Thì đấy, tôi cho đấy là những cái điểm mà cũng cần phải nói rằng trong cái giai đoạn cầm quyền của ông Sunak đã để lại những cái hệ lụy không được tốt. Vâng, như nhà báo Nguyễn Đăng Phát thì cũng đã chia sẻ, đó là vài năm gần đây thì tổng tuyển cử ở nước Anh và vị trí thủ tướng thì liên tục có những cái sự thay đổi với những cái diễn biến khó lường và bất ngờ ngoài dự đoán. Vậy thì điều gì đang diễn ra ở chính trường Anh thưa ông ạ? Ở Anh thì có hai đảng lớn theo truyền thống là gần như là thay nhau nắm quyền lãnh đạo ở nước này. Đấy là đảng bảo thủ mà hiện nay đang cầm quyền ấy, và công đảng mà hiện nay là đối lập. Thì chủ yếu là hai đảng này thôi, nhưng bên cạnh hai đảng này như hiện nay cũng có hai đảng khá lớn khác là đảng Dân Chủ Tự Do. Rồi ngoài ra có đảng tên gọi là Cải Cách Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland. Đây là một cái đảng cánh hữu và thậm chí người ta cũng thường gọi là đảng Brexit, tức là chủ trương Brexit, chủ trương Anh ra khỏi Liên minh châu Âu mà đã thực hiện rồi đấy. Thì đảng này được đánh giá là nếu bây giờ mà cử tri đi bỏ phiếu tổng tuyển cử thì đảng này giành được khoảng 11% số phiếu, trong khi đảng bảo thủ thì khoảng 20% số phiếu và công đảng thì có thể đạt được 47% số phiếu. Vậy thì mặc dù là hai đảng lớn cầm quyền đấy, nhưng mà chính sách thì cũng có những thay đổi đường lối, những nhiều điểm rất tương đồng, nhưng họ khi lên cầm quyền cũng có thay đổi nhiều về chính sách đối nội và đối ngoại. Và khi nước Anh ứng xử trước những cái vấn đề đối ngoại, những cái điểm nóng, những cuộc khủng hoảng ấy, thì giữa các lực lượng chính trị ở Anh cũng có những quan điểm khác nhau. Và thường là đảng đối lập thì tất nhiên là chỉ trích đảng đang cầm quyền, thường người ta hay vịn vào những cái cớ đó, nhân những cái sự kiện đó và xảy ra tranh cử thì là họ dựa vào những cái đó để công kích lẫn nhau và để mà giành những cái lá phiếu của cử tri. Và hiện nay thì đã đứng trước một cuộc tổng tuyển cử mới vào mùng 4 tháng 7, thì các đảng cho biết là cũng đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử này, và đảng bảo thủ thì hy vọng vẫn giữ được cái thế cầm quyền, nhưng những đảng khác thì cũng rất hy vọng là sẽ đánh bật được đảng bảo thủ. Tất nhiên ở đây là công đảng là chính. Những cái khẩu hiệu họ bước đầu đưa ra hiện nay thì cũng thực ra cũng đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử rồi, nhưng chưa chính thức. Ngày 30 tháng 5 thì Quốc hội Anh, Hạ nghị viện Anh mới giải thể. Lúc ấy thì mới là các nghị sĩ chính phủ các đảng mới bắt đầu vận động tranh cử chính thức, thì lúc ấy mới rõ ràng những cái cương lĩnh tranh cử của họ. Hiện nay thì chưa thật rõ lắm, nhưng mà những cái điều mà họ đã nói ra, chẳng hạn như công đảng đối lập thì kêu gọi cử tri dồn phiếu cho đảng mình để mà đưa một cái chính quyền mới lên, thay những gương mặt mới lên để mà thay đổi đất nước, thay đổi xã hội Anh. Thế nhưng mà đảng bảo thủ thì họ lại khẳng định là họ có một cái kế hoạch đưa đất nước tiếp tục phát triển, một thời gian vừa qua đã đạt được những cái tiến bộ nhất định. Hiện nay khi mà Thủ tướng Sunak tuyên bố tổng tuyển cử sớm thì ngay nội bộ trong đảng bảo thủ cũng có những cái bất đồng, và có nhiều nghị sĩ và nhiều quan chức của đảng bảo thủ là tuyên bố là sẽ ly khai, sẽ sang gia nhập công đảng,
rồi sẽ bỏ phiếu cho công đảng, vân vân, cũng rất phức tạp. Cho nên chính trường Anh là như thế. Những năm vừa qua cho thấy là cái sự ổn định của chính đảng cầm quyền dài thì là có cái sự ổn định, nhưng bên trong chính đảng ấy, cụ thể là đảng Bảo thủ đấy, thì cũng rất nhiều bất đồng, rất nhiều cuộc khủng hoảng nhỏ để mà dẫn đến những cái sự thay đổi. Chính phủ thay đổi 5 vị thủ tướng trong thời gian vừa qua như chúng ta đã biết. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời. Sau thông báo bầu cử của Thủ tướng Sunak một ngày thì ngày 23 tháng 5, cả hai đảng chính ở Anh là đảng Bảo thủ và Công đảng đều tuyên bố bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời xung quanh nội dung tranh cử này, chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi. Ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thuộc đảng Bảo thủ và đối thủ Keir Starmer thuộc Công đảng đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình. Trong đó, hai chính trị gia đều cho rằng chỉ có họ mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bất ổn kinh tế và chính trị. Theo Thủ tướng Sunak, nền kinh tế Anh đang vượt qua giai đoạn khó khăn và ông có kế hoạch giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Nhưng với việc giá cả tăng 21% trong 3 năm qua và sự trì trệ trong hệ thống y tế quốc gia, khó có thể thuyết phục cử tri rằng nước Anh đang đi đúng hướng. Phát biểu với cử tri, ông Sunak cho rằng, mặc dù còn nhiều việc phải làm và sẽ mất thời gian để người dân nhận thấy lợi ích, nhưng kế hoạch này vẫn đang cho thấy hiệu quả. Ông Sunak cũng thừa nhận rằng các chuyến bay đầu tiên chở người di cư trái phép đến Rwanda sẽ không được thực hiện trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Trong khi đó, phát biểu với cử tri tại Gillingham, ông Starmer tuyên bố ông muốn đổi mới, xây dựng lại và khôi phục nước Anh. Ông tập trung vào những rào cản vô hình, ngăn cản nhiều người cải thiện cuộc sống của họ. Trải qua nhiều năm kinh tế tăng trưởng thấp và lạm phát cao, nước Anh đang nỗ lực để đạt được thành công sau quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu EU năm 2016 và đang dần phục hồi sau cú sốc kép là đại dịch COVID-19 và giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do đó, kinh tế trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử lần này, ngoài vấn đề nhập cư, quốc phòng, y tế và an ninh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, hai đảng Bảo thủ và Công đảng thì đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình. Về phía đảng Bảo thủ, theo ông đâu là những ưu tiên trong chiến dịch tranh cử của họ? Tôi cho rằng là đảng Bảo thủ sẽ tiếp tục thực hiện những cái cương lĩnh tranh cử theo cái đường lối truyền thống. Đấy, với một cái thuận lợi là 14 năm liên tục cầm quyền, thì họ sẽ tiếp tục cái đường lối chiến lược và đưa những cái đường lối ấy vào cái cương lĩnh tranh cử của mình. Cụ thể, tức là về mặt chỉ đạo, đó là lấy ổn định chính trị, kinh tế, xã hội làm ưu tiên hàng đầu. Trong đó, phải thực hiện cái đường lối cải cách, ổn định, điều chỉnh và phát triển. Lấy đây làm cái mục tiêu cho hành động. Và cụ thể, về mặt đối nội, thì đảng Bảo thủ sẽ ưu tiên hàng đầu đó là ổn định về mặt kinh tế. Thứ nhất là giảm lạm phát, nâng cái tăng trưởng kinh tế. Đấy, làm sao đảm bảo cái mức độ tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn cái con số lạm phát. Một cái điểm nữa tức là phải giảm nợ công. Thế và nâng cao cái hệ thống an sinh xã hội cho người dân. Đấy, bằng cách giảm các cái giá hàng hóa, đồng thời giải quyết thỏa đáng việc làm cho người dân. Một cái điểm quan trọng nữa về mặt xã hội là cần phải ngăn chặn cái dòng di cư bất hợp pháp. Và cuối cùng là phải cần xây dựng cái niềm tin cho người dân. Về mặt đối ngoại ấy, cũng phải thực hiện cái đường lối đối ngoại, tức là mở rộng quan hệ của nước Anh với các nước trên thế giới. Đấy, quan hệ chặt chẽ với các đồng minh ở phương Tây, đó là Mỹ, EU và các nước, ví dụ Nhật Bản, Úc, các nước G7, v.v. Và mở rộng quan hệ đối tác với tất cả các quốc gia, đấy, trong đó ở châu Âu, Đại Tây Dương, ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và ở châu Phi Trung Đông. Thế thì đấy, tôi cho là cái phương châm, mục tiêu và cái đường lối tranh cử của đảng Bảo thủ ở trong cái giai đoạn sắp tới. Vậy thì còn đối với Công đảng đối lập thì sao, thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, đâu là những cái thuận lợi
của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử tới đây, và họ thì đang đặt ra những ưu tiên gì cho chiến dịch tranh cử của mình ạ? Thứ nhất ấy, là công đảng đã tuyên bố là sẵn sàng cho cuộc bầu cử này rồi. Ý tứ là họ tự tin vào những cái thành quả của cuộc tranh cử và cuộc bầu cử sắp tới. Thuận lợi của họ trước hết ấy, là kết quả cuộc bầu cử địa phương ngày 2 tháng 5 vừa rồi. Họ đã thắng to, trong khi đấy thì đối lập là đảng bảo thủ thì đã thất bại nặng nề. Thì họ có thể khuếch trương cái thanh thế ấy, và họ nhận định là trong tình hình hiện nay thì cử tri tiếp tục ủng hộ công đảng nhiều hơn nữa. Và đối với đảng bảo thủ thì họ công đảng họ chỉ trích là kế hoạch phát triển của chính phủ không mang lại thành quả đáng kể. Kinh tế có khởi sắc phần nào đấy thời gian gần đây, theo công đảng đấy là hưởng lợi từ cái chuyển biến tích cực của nền kinh tế thế giới, chứ không phải như những cái chính sách hữu hiệu của chính phủ của ông Sunak. Cho nên họ cho rằng là chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa, mà để đạt được những mục tiêu cao hơn thì cần phải có những cái gương mặt mới lên lãnh đạo nước Anh, trong chính phủ nước Anh. Và công đảng cũng khai thác những cái mâu thuẫn trong nội bộ đảng bảo thủ, mà những mâu thuẫn này bộc lộ rất rõ rệt khi ông Sunak tuyên bố bầu cử trước thời hạn ấy, lập tức có những phản ứng từ trong đảng và cũng đánh giá là đây là một quyết định tai hại, thảm họa cho đảng bảo thủ vân vân, và nhiều người cũng tuyên bố là sẽ chạy sang hàng ngũ của công đảng vân vân. Thì hiện nay theo tôi theo dõi thì công đảng cũng chưa đề ra một cái cương lĩnh tranh cử rõ ràng, và cũng chưa đề cập đến những cái vấn đề thuộc về chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại theo tôi nghĩ là giữa hai đảng này, bảo thủ và công đảng, có những điểm tương đồng nhau, do đó có thể những cái cuộc chiến, cuộc tranh luận về các cái chương mục trong cương lĩnh tranh cử thì ít đụng chạm đến chính vực lĩnh vực đối ngoại, mà chủ yếu đối nội như những cái điểm vừa rồi. Và hiện nay thì các bên đang chuẩn bị những cái cương lĩnh để mà triển khai cuộc tranh cử chính thức kể từ ngày 30 tháng 5 khi mà quốc hội được giải tán. Và các nghị sĩ thì cũng tranh cử để mà mình có thể ngồi lại vị trí trong quốc hội, hạ nghị viện Anh. Theo tin hiện nay thì có khoảng 100 nghị sĩ là tuyên bố không tái tranh cử nữa, chứ còn lại thì họ vẫn tranh cử. Chính phủ thì cũng phải vận động tranh cử để là đảng bảo thủ, để mà đảng của mình và chính phủ vẫn là giành được niềm tin của cử tri. Và tất nhiên sắp tới thì cuộc tranh cử mới diễn ra thì cũng mới hiểu những cái khẩu hiệu của các bên đưa ra. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, thông qua quyết định tổ chức bầu cử sớm thì theo ông Thủ tướng Sunak kỳ vọng vào điều gì ạ? Tôi cho rằng là ông Thủ tướng Sunak đấy, muốn tạo ra một cái bất ngờ trong cái việc, tức là để mà giành cái lá phiếu, tạo ra cái niềm tin cho cử tri Anh để giành được cái lá phiếu cho đảng cầm quyền của ông ấy. Thế thì, tuy vậy thì tôi cho rằng cái nước cờ mà ông Sunak đưa ra thì cũng đã, giới quan sát cũng cho rằng đó là mạo hiểm, như là người cầm dao hai lưỡi. Đấy, cái kết quả có thể thắng lợi như kỳ vọng của ông ấy, nhưng cũng đầy rẫy những cái chông gai mà rất dễ, nghĩa là bị thất bại do gì cả một cái quá trình lãnh đạo. Nền kinh tế của nước Anh cũng như xã hội Anh vẫn bất ổn định. Cũng theo cái giới phân tích thì người ta cho rằng là có một số những cái điểm cần phải chú ý. Đó là việc đảng bảo thủ qua 14 năm cầm quyền cho đến nay ấy, nó đã bộc lộ được nhiều những khuyết tật. Qua cái 2 năm cầm quyền của ông Thủ tướng Sunak cũng đã, tuy đã đem lại một vài cái thành tựu, nhưng cả cái bức ảnh chung, bức tranh chung thì đó là vẫn còn tồn tại rất nhiều những khó khăn mà không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Nhiều ý kiến cho rằng có khả năng công đảng sẽ giành được cái thắng lợi. Và một phần nữa mà nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã nói, tức là cái tâm lý của người dân châu Âu, của phương Tây, là họ cũng không muốn cái gì nó quá lâu, cho nên họ muốn thay đổi. Rồi là muốn có những cái gì đem lại những cái luồng gió mới, cải cách như thế nào. Cho nên là tôi cho rằng là tuy ông ấy đưa ra cái quyết định bầu cử sớm để mà kỳ vọng là đảng bảo thủ cầm quyền sẽ giành được thắng lợi, nhưng tôi cho rằng là cũng sẽ rất khó. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, các chính đảng ở Anh thì sẽ có 6 tuần vận động tranh cử.
Vậy thì theo ông, tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử lần này như thế nào? Và ông dự đoán là có bất ngờ gì xảy ra hay không? Theo tôi, quan trọng vì cuộc bầu cử sắp tới mùng 4 tháng 7 là một cuộc sát hạch đối với chính phủ của ông Sunak sau gần 2 năm cầm quyền. Đồng thời nói rộng hơn ấy, thì là sẽ là một cuộc sát hạch đối với 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ ở Anh. Thì đã sát hạch thì đương nhiên nó sẽ cho kết quả, và đấy là cái ý nghĩa quan trọng nhất. Tôi cho rằng cũng sẽ có bất ngờ. Nếu công đảng thắng thì đây sẽ là bất ngờ, bởi vì trên chính trường Anh sẽ đổi ngôi, những gương mặt mới lên cầm quyền, thì đấy là cái bất ngờ lớn nhất. Và cũng có thể có những thay đổi về những sửa đổi về chính sách đối nội. Nhưng mà nhận định chung hiện nay thì hai đảng này cầm quyền thì chính sách đối ngoại là cũng tương đồng. Giả sử như mà công đảng mà thắng lợi trên cầm quyền thì chính sách đối ngoại cũng không thay đổi. Và nước Anh nếu công đảng lên cầm quyền thì bước vào một thời kỳ mới. Trước mắt thì sẽ là một nhiệm kỳ của công đảng nếu như thắng cử. Và nhiệm kỳ ấy cũng sẽ cho thấy là sự lựa chọn của cử tri Anh trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 7 có chuẩn xác hay không. Thì đấy là một vấn đề, nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố. Ở Anh thì Hạ nghị viện có 650 ghế, bởi vì bầu cử 650 khu vực, mỗi khu vực là bầu cử 1 nghị sĩ. Và nếu đảng nào giành được trên 325 ghế, 322 đại biểu thì là đảng ấy sẽ là thắng. Tất nhiên thì cũng có một khả năng là đảng bảo thủ hay đảng công đảng nếu như thắng lợi nhưng không phải là giành được đa số mà giành được số phiếu nhiều hơn cả, thì họ lại phải gian xếp một cái liên minh với đảng nhỏ hơn, đảng giành được ít phiếu hơn để mà thành lập cái chính phủ mới. Do đó theo tôi nghĩ phía trước cũng rất nhiều bất ngờ và rất khó dự đoán có giành được thắng lợi tuyệt đối hay không, hay là giành được nhiều phiếu hơn nhưng phải liên minh với những đảng khác nữa. Thì đấy sẽ là một quá trình mà rất khó khăn. Và các nhận định hiện nay đều thống nhất là dù công đảng thắng cử, chính phủ của công đảng lên công quyền, thì họ cũng vẫn đối mặt với những vấn đề mà chính phủ của ông Sunak và đảng bảo thủ phải xử lý hiện nay, từ những vấn đề y tế, kinh tế đến những vấn đề nhập cư vân vân. Thì những bài toán ở phía trước vẫn sẽ nguyên vẹn đối với những lực lượng cầm quyền mới ở nước Anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, thông qua quyết định tổ chức bầu cử sớm thì Thủ tướng Sunak hy vọng là sẽ hạn chế được những chia rẽ trong đảng cầm quyền, cũng như là những cuộc đào tẩu gần đây của các nghị sĩ bảo thủ sang công đảng. Từ nay cho đến ngày tổng tuyển cử mùng 4 tháng 7 thì các chính đảng ở Anh sẽ có 6 tuần vận động tranh cử với hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự như là tăng trưởng kinh tế, dịch vụ y tế quốc gia, nhập cư, quốc phòng và an ninh quốc gia. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của sự kiện này. Và chương trình Người quan sát tuần này xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.